Rồi, thì bây giờ nhá, anh chị sẽ bây giờ sẽ đăng nhập con via khác. Thì đầu tiên là đăng nhập một con via vào trong trình duyệt. Thì đăng nhập làm sao để cho nó không bị quét chết dàn tài khoản của mình? Đăng nhập làm sao để cho nó đúng chính sách, đúng thuật toán? Đăng nhập làm sao để làm gì? Để cho Facebook nó nhận diện ra mình là ai? Thì thông thường anh chị sẽ đăng nhập theo cách như này. Đây là Facebook của anh chị, sau cho anh chị bấm vào đây. Anh chị sẽ bấm đăng xuất. Rồi anh chị sẽ bấm thêm tài khoản vào đây. Thì cái bước này này, cái cách làm này này là một cách làm sai. Hình dung anh chị thêm một cái tài khoản khác vào đây là cách làm sai. Vậy làm đúng là như thế nào? Mở trình gì Làm đúng là như thế nào? Thì bây giờ mở các bước thứ nhất này, ở trên cái trình duyệt đã đăng nhập một cái con via của anh chị rồi. Anh chị sẽ bấm vào cái logo bên góc phải. Cái này là logo của trình duyệt nha. Logo của trình duyệt chứ không phải logo của Facebook. Nó nằm ở trên cái trình duyệt góc bên phải bên trên. Đấy, bấm vào thì nó hiện ra cái bảng như này. Thì ở đây anh chị nhìn thấy tôi đăng nhập rất nhiều, đúng không, là tôi đăng nhập rất nhiều các con bia, nhưng mà chỉ có khoảng độ 2-3 con thôi, còn lại những con khác là xóa hết rồi. Thì anh chị sẽ bấm vào nút thêm hồ sơ mới nha. Thêm hồ sơ mới. Rồi anh chị sẽ bấm là tiếp tục mà không cần tài khoản. Anh chị nào chưa nắm được, chưa thao tác được phần này thì vui lòng ghi lại những gì tôi nói. Ghi lại ấy, theo các bước, theo đúng các cái bước ấy. Một là bấm vào logo trình duyệt góc phải bên trên màn hình. Hai, bấm vào thêm hồ sơ mới. Ba là bấm vào đăng nhập mà không cần tài khoản. Bốn là nhập tên vai trò của con via vào đây. Ví dụ tôi đang muốn làm cho anh chị đó là via set thì tôi đặt là via set cam. Đấy, anh chị có thể thêm cái ngày đăng nhập, ví dụ tôi sẽ là 26 tháng 11 năm 2024, tức là cái ngày mình bắt đầu dùng nó. Mình ấn xong. Nhập tên sau đó mình ấn xong là bước, đúng không? Bước tiếp theo này. Bước tiếp theo này. Anh chị trên cái công cụ này, trên thanh công cụ tìm kiếm của cái trình duyệt mình mới tạo, anh chị gõ cho tôi là user Agent Suite Manager. Nhờ. Agent User Suite and Manager. Đây. Có hơi bé đúng không? Tôi sẽ zoom to lên cho anh chị nhìn rõ. Đấy. Agent User Suite and Manager. Đấy, anh chị chép lại chỗ này giúp tôi. Gõ vào xong ấn Enter thì nó sẽ hiện ra. Thì chúng ta sẽ bấm vào cái kết quả, đó chính là có cái dòng Chrome Web Store, tức là cái cửa hàng của Chrome. Và anh chị chọn đúng cái công cụ có tên là User Agent Suite and Manager. Nó phải là Manager chứ không phải là Chrome nhá. Nó sẽ có một đây này, nó sẽ có cái User Agent Suite for Chrome. Anh chị sẽ chọn là Manager chứ không phải for Chrome của tôi. Được không? Nha. Manager nha. Bấm vào. Sau đó chúng ta sẽ bấm vào cái nút thêm vào Chrome. Thêm vào Chrome. Sau đó ấn thêm tiện ích. Và chờ khoảng 5 giây. Đấy, nó hiện, nó tạo ra một cái tab mới và nó có cái dòng như này. Hoặc không cái dòng như này, nhưng mà nó cứ nhảy ra một cái tab mới là anh chị đã cài xong nó vào trong Chrome rồi. Bước cài vào Chrome đã xong, bây giờ đến cái bước bật cái tiện ích đấy lên. Tiện ích này nó giúp cho anh chị tạo ra một cái trình duyệt mới, hay nói cách khác giúp cho anh chị tạo ra một cái máy tính nhỏ mới trên chính cái máy tính của anh chị, mà anh chị không cần phải có một cái máy tính mới. Đấy, hiểu nôm na nó là như thế. Hiểu nôm na nó như thế đúng không nào? Thì anh chị tiếp tục này, sau khi hiện cái tab à, hiện ra một cái cửa sổ mới rồi này, anh chị sẽ bấm vào cái gì ạ? Cái chữ tiện ích, cái mảnh ghép tiện ích ở trên cái thanh công cụ ấy của Chrome ấy. Không biết màn hình của anh chị có nhìn rõ cái không? Cái tiện ích, cái mảnh ghép này. Cái tiện ích, cái mảnh ghép ở bên phải bên trên của cái trình duyệt,
anh chị sẽ thấy nó có cái user agent switch được cài vào đây. Thì anh chị sẽ bấm giúp tôi là cái nút ghim đầu tiên. Đấy, cái ghim nhỏ nhỏ này bấm vào ghim đã để cho nó hiện lên thanh công cụ. Đấy, nó hiện lên này. Sau đó anh chị sẽ bấm vào cái trình duyệt đó. Thì trên này nó sẽ cung cấp cho anh chị những cái cửa sổ trình duyệt mới. Ví dụ như anh chị sẽ nhìn thấy Chrome, Internet, Explorer, Safari, Facebook, Opera, vân vân, rất nhiều các cái loại trình duyệt khác nhau. Thì nếu như trình duyệt của anh chị nhá, giả sử trình duyệt của anh chị đó là anh chị chọn là Chrome đi. Tiếp theo là cái thiết bị này, anh chị sẽ nhìn thấy thiết bị ở bên này nó có thiết bị Windows, thiết bị máy tính Mac OS, thiết bị hệ điều hành Linux, vân vân và vân vân. Thì anh chị sẽ chọn giúp tôi, ví dụ như là cái máy của tôi đang là cái Windows thì tôi chọn sang Mac OS. Đó, tôi chọn về Chrome. Sau đó tôi ấn Apply on Windows. Cái nút xanh xanh. Được chưa nào? Và khi anh chị nhìn thấy cái trình duyệt, anh chị nhìn thấy cái này nó sáng. Cái logo của cái công cụ mình vừa cài lên nó sáng rồi, tức là mình đã bật được nó lên rồi. Thì lúc này mình sẽ vào cái trang chủ facebook.com, anh chị gõ như tôi thôi, fb.com. Đấy, nó sẽ hiện ra như này. Anh chị chú ý này, cái đoạn này nó phải chú ý một tí cái đường link nhá, đường link Facebook này nó phải là facebook.com chứ không phải là đây này, nó phải là www.facebook.com chứ không phải là vn. Đấy, vn là như nào, tôi sẽ mở một cái mới nha. Đây, tôi gõ Facebook. Facebook rồi. VN nó là cái gì? VN. Đây, anh chị nhìn thấy không nào? VN nó là cái này. Đấy, VI gạch ngang VN.facebook.com. Thì khi mà cái đường link của anh chị nó hiện như này, tức là nó định danh, anh chị không nào? Facebook sẽ định danh tài khoản Facebook anh chị đăng nhập vào nó nằm ở Việt Nam. Và khi nó định danh được như thế mình làm rất khó, bởi vì Việt Nam là một vùng trũng của Facebook, Facebook kiểm soát rất chặt. Và những tài khoản được cái định danh như này thì anh chị lách thuế này, anh chị chạy quảng cáo này, kiểu gì kiểu nó rất dễ đai, rất dễ hâu, rất khó làm. Thì đoạn này anh chị cần lưu ý một tí giúp tôi. Rồi, quay trở lại. Thì lúc này chúng ta sẽ đăng nhập Facebook thôi. Thì đây tôi sẽ đăng lấy tài khoản tôi đăng nhập nha. Lấy tài khoản đăng nhập nào. Ok. Sao bên trình duyệt của em nó không hỗ trợ ta, Không hỗ trợ gì à? nó không hỗ trợ cái tab mới đó anh, Một tâm mới nào? tab mình mới mở mà. Tab mình mới mở tab nào mình... thôi bỏ qua, xem lại đi, không có gì thì sẽ support lại, chạy tiếp nhá. Cái chỗ phần đây, ok, trước khi mà đi tiếp thì tôi sẽ đây, ví dụ như là tôi sẽ mở một cái load page, load page mà không phải load page, mà không phải load page. Bây giờ mà sẽ mở cái gì, sẽ mở anh chị là Google Driver. Đây, anh chị cần vào Google Driver giúp tôi. Anh chị tạo ra một cái file Google Sheet, được không nào? Anh chị, đây, ví dụ đây là cái file, file là danh sách vỉa hoặc danh sách nguyên liệu, tạo hẳn một cái file như thế. Không, anh chị sẽ làm cái gì? Đầu tiên, cái này gọi là vai trò của con vỉa. Tiếp theo, tên đăng nhập. Tiếp theo mật khẩu, tiếp theo 2FA, tiếp theo email, tiếp theo batmail, tiếp theo đó là mail backup, mail backup đi, mail backup thì đúng hơn. Rồi thì ở đây ví dụ tôi sẽ nhập là vsetcam, vset cái này là ngày 26 tháng 11, tôi đặt nhiệm vụ nó như thế. Tên đăng nhập thì tôi sẽ điền vào đây. Khi chúng ta mua cái con vía về nó sẽ có cái dạng như này, vẫn phải mở Lotopet nhỉ. Lotopet. Đây nha. Khi mà các bạn mua vía về thì con vía nó sẽ có cái định dạng kiểu như thế này.
hoặc loằng ngoằng hơn nhiều, thì các bạn cũng không cần quan tâm đâu. Các bạn quan tâm cho tôi đây này, tôi sẽ ấn cách cho này, cách đấy, nó có định dạng kiểu như này nó gửi cho các bạn. Thì ở đây thứ nhất đây chính là tên đăng nhập, cái đầu tiên nó chính là tên đăng nhập, cái thứ hai nó chính là mật khẩu, cái thứ ba nó chính là 2FA, cái thứ tư nó là email, cái thứ năm nó là mật khẩu của email, cái thứ sáu nó chính là cái mail backup. Mail backup được chưa nào? Khi mua về thì chúng ta sẽ làm gì? Đây, thông thường thao tác đầu tiên mua về là tôi điền vào đây đã, điền vào cái kéo sang tôi điền nó vào. Có thể có con via không có 2FA, và trong cái bài học của chúng ta sử dụng via bây giờ cũng là sử dụng cái con via không có 2FA. Tại sao lại sử dụng con via không có 2FA? Là để tránh bị Facebook nó checkpoint. Bây giờ Facebook nó checkpoint, nó sẽ checkpoint về cái số điện thoại của cái con, của số điện thoại đầu tiên khi tạo ra cái con via đó. Và cái con via này do chúng ta đi mua cho nên chúng ta sẽ không có cái số điện thoại ban đầu đó, dẫn đến là chúng ta sẽ không checkpoint được. Cho nên là dùng bây giờ có thể anh chị sẽ sử dụng cái loại con via mà không có 2FA giúp tôi. Được không nào? Đây. Không có 2FA, đó là cho to lên cho nó nhìn nó rực rỡ. Tặng cả một cái file như vậy. Tiếp tục. Via cầm, anh chị điền vào đây. Via cầm 1, via cầm 2. Đấy. Nhớ đặt tên. Anh chị phải nhớ đặt tên. Và cái tên này anh chị phải đặt trùng với cái tên của cái trình duyệt. Thì lúc anh chị làm, anh chị kiểm soát, anh chị muốn làm nó rất là dễ. Muốn truy xuất lại nó rất rất là dễ. Được không ạ? À? Rồi bây giờ đăng nhập nhá. Thì đơn giản chỉ vào cái file này này. Bấm copy tên đăng nhập. Điền vào đây. Được không nào? Copy mật khẩu. Điền vào đây. Sau đó ấn đăng nhập. Đấy, thì có những cái trường hợp nó sẽ báo như thế này. Tức là cái mật khẩu này bị thay đổi. Đúng không nào? Thì không cần lo lắng nha, không cần lo lắng. Anh chị chỉ cần bấm cho tôi là quên mật khẩu. Nếu như cái con via đó anh chị mua về, à, hoặc anh chị có đơn giản anh chị bảo người khác đổi cho. Đổi cho. Nhưng mà nếu như mình đổi được, mình tự đổi được, mình tự lấy được thì không cần phải bảo cái người bán, không cần phải bảo người bán cấp lại con via khác cho anh chị nha. Thì anh chị sẽ kiểm tra, ví dụ ở đây là gửi email về cái này. Đấy thì mình sẽ check xem. Check xem là cái email của cái con via đấy nó có đúng không. Đây. Email nhá, chỗ này là chữ đầu, chữ cái đầu là K này, chữ chữ cái cuối cùng là chữ M này. Thì mình sẽ kiểm tra xem đây K này, là M này. Được không nào? Thì bây giờ mình làm như nào? Anh chị sẽ vào mở một cái tab mới. Mở một cái tab mới, bấm tôi hiểu. Vào cho tôi cái đường link là outlook.com. Gạch sượt mail này. Outlook.com gạch sượt mail đi. Đấy. Outlook.com gạch sượt mail nhá. Sau đó bấm đăng nhập. Bấm đăng nhập. Chỗ này anh chị sẽ nhập cái email vào. Copy cái cả cái đoạn email này. Dán nó vào. Tiếp tục. Nhập mật khẩu. Lấy mật khẩu của cái email. Đăng nhập. Ấn lưu. Ấn tích không hiển thị lại, ấn có. Sau đó anh chị sẽ sang quay trở lại Facebook nha. Sau đó quay trở lại Facebook này. Mình bấm tiếp tục để nó gửi cái mã về cái email đó. Rồi mình sang cái email, sang cái tab email. Mình sẽ bấm vào cái phần hộp thư mới đến này, lưu message này. Đó thì nó sẽ cho mình cái mã khôi phục. Mã khôi phục bấm vào. Ctrl C. Sang Facebook. Dán nó lại, ấn tiếp tục. Rồi mình nhập mật khẩu mới. Ví dụ tôi sẽ nhập mật khẩu mới, à, ấn đi nhá. Được không nào? Anh chị phải nhớ cái mật khẩu mới mình vừa mới đặt. Tiếp tục. Rồi, ấn lưu đã. Thì chỗ này nó đang chờ phê duyệt này, bây giờ nó sẽ báo như vậy. Bây giờ đăng nhập via mới và trình duyệt nó sẽ báo như vậy. Thì anh chị sẽ bấm cho tôi là thử cách khác.
Sau đó anh chị sẽ bấm cho tôi là ứng dụng xác thực, hoặc chỗ này nó có hiện là email thì anh chị sẽ bấm là email, email. Nhưng mà ở đây nó sẽ là ứng dụng xác thực thì bấm vào ứng dụng xác thực rồi ấn tiếp tục. Đấy, đoạn này nó yêu cầu mã thì anh chị sẽ vào cái tab mới này, mở một cái tab mới ra. Truy cập cho tôi vào cái đường link là 2fa.live. Đây, 23.live này nhá, bỏ chữ đây. Thì nó ra đây, nó chính là cái này, 23.live, bấm vào. Rồi cái đoạn này, cái ô bên trên này này, zoom to lên. Cái ô bên trên này chúng ta sẽ điền cái gì ạ? Đoạn mã 23 ở đây. Đây, zoom một to. Ở đây, zoom được. Đấy nhá, đoạn mã 23 là đoạn này, anh chị sẽ copy nó, dán nó vào đây. Sau đó bấm submit, rồi copy 6 cái số này. Quay trở lại Facebook, nhập vào. Ấn tiếp tục là xong cái bước đăng nhập Facebook nha. Ấn chặn rồi zoom to lên, anh chị sẽ bấm giúp tôi là tin cậy thiết bị này nhá, tin cậy thiết bị được chưa nào, chọn đăng xuất khỏi các thiết bị khác, chọn đăng xuất khỏi các thiết bị khác, ấn bắt đầu. Hoặc anh chị có thể giữ nguyên cũng được, nhưng mà lời khuyên là lên để đăng xuất, nên để đăng xuất ra. Được chưa nào? Thì hiện nay đó, ấn tiếp tục đi, cứ ấn tiếp rồi. Đấy, cái mail của mình. Đấy, cái mail này được thêm vào trong cái con viên này từ năm 2022, ngày 29 tháng 3 năm 2022, bỏ qua. Rồi bấm vào đây, bấm vào thằng này, bấm gỡ, không liên quan gì, tiếp tục chọn tất, cũng gỡ đi, xóa tất, rồi bỏ qua, rồi đi tới bảng tin. Thì đây là bước mà mình sẽ check lại thông tin, rồi mình ấn ok đấy nhá. Ấn ok. Xong chưa? Con viên này mình đã đổi mật khẩu rồi, nhưng chưa xong. Tiếp tục này, anh chị sẽ bấm vào cái logo của con viên đó có chữ tài khoản bên góc phải màn hình đấy. Góc phải bên trên màn hình đấy. Chọn vào cài đặt quyền riêng tư. Chọn cài đặt. Đi vào cái phần mật khẩu và bảo mật. Mật khẩu và bảo mật nha. Chọn đến cái phần mật khẩu và bảo mật. Xuống cái phần nơi đăng nhập. Đấy, nó hiện máy Mac này. Có cái thiết bị ZBrain này, 2 này. Bấm vào. Xem xóa được không. Đăng xuất. Cả hai. Đấy. Rồi. Ok, sorry. Nó sang cái kia thì không phải nhé. Tiếp tục máy Mac này. Bấm vào cái logo Facebook này. Bấm vào máy Mac. Đấy, thì anh chị sẽ xem ở đây có cái thiết bị nào khác không. Nếu như có thiết bị ở đây thì mình cũng đăng xuất. Nhưng mà vừa rồi mình bấm đăng xuất rồi, cho nên đây là không có. Được không nào? Xóa đi. Vậy thôi. Được chưa anh chị? Được chưa? Tiếp theo này. Mình quay trở lại facebook.com, trang chủ facebook.com của nó. Đây là bước mình đã đăng nhập con Via thành công rồi. Bước tiếp theo là chúng ta phải xử lý cái tài khoản email. Chúng ta phải đổi mật khẩu của cái email này. Nên là chúng ta phải đổi mật khẩu của email này, cũng như là chúng ta phải đổi cái mail phụ của cái email này. Thì anh chị làm nào? Sang tab email. Sang tab cái email đang có sẵn này. À, nó chỉ diện bên dưới thôi. Thì anh chị sẽ bấm vào cái logo của cái email đó bên góc phải màn hình. Ở đây là có cái chữ KS đấy, anh chị nhìn thấy không ạ? Nhìn thấy không nào? Tôi thử zoom to xem một. Rồi sau đó anh chị sẽ bấm giúp tôi vào My Microsoft Account. Nó sẽ ra một cái tab mới như này. Nó sẽ ra một cái tab mới như này cho anh chị. Rồi, anh chị sẽ bấm vào cái gì tiếp theo ạ?
tắt nó đi nhá, tắt hết những cái bảng nó hiện lên. Anh chị sẽ bấm vào cái chữ là thay đổi mật khẩu đây. Đấy, chan password đây, security đây. Bấm vào. Thì nó sẽ bắt mình xác minh danh tính. Các cái bước này anh chị cần đọc giúp tôi. Cần đọc chữ nhá. Anh chị thông thường anh chị không đọc đâu. Anh chị không đọc mà anh chị cứ đi hỏi thôi, mất thời gian lắm. Nhưng mà thay vì đi hỏi như thế mất thời gian thì anh chị cần đọc có 1 giây thôi là anh chị rồi. Đó, xác minh danh tính của bạn thì ở đây nó sẽ báo này, tôi sẽ gửi mail đến cái mail có cái đuôi như này, Canada hoặc một cái mail gì đó. Đúng nào, thì anh chị sẽ bấm vào đầu tiên phải bấm vào đã. Sau đó anh chị sẽ nhập cho tôi cái mail Canada này vào. Tuy nhiên này, tuy nhiên trước khi nhập cái mail đó vào, anh chị sẽ làm cho tôi một thao tác khác. Anh chị sẽ mở một cái tab mới ra. Anh chị vào cái đường link là getnada.com. Anh chị cần đăng nhập mail phụ vào trước. Rồi anh chị mới gửi mã bên Hotmail. Thì nó mới về. Được không nào? Đó thì chúng ta sẽ sang cái bên Getnada này. Anh chị sẽ bấm là Get my first inbox. Chỗ này. Chỗ Enter username này. Enter username này. Đây thì anh chị sẽ lấy cái mail phụ đây, đây cái mail phụ của chúng ta này, cái mail có đuôi Getnada này, khi chúng ta mua thì nó sẽ cung cấp cho chúng ta đầy đủ hết, anh chị hình dung nào. Nhưng mà anh chị chỉ copy cho tôi đến cái đoạn này thôi, từ cái chữ K đến số 22 thôi, copy cái đoạn này dán vào cái chỗ Enter username này. Đấy, còn tiếp theo cái A còng này, rồi đến cái bên cạnh này gọi là domain, thì anh chị sẽ bấm vào và chọn cho tôi cái chữ Getnada, sau đó ấn Add inbox. Được rồi, ấn Add inbox thế là được rồi nhá. Thế là xong rồi đấy. Đó, sau đó anh chị sẽ quay trở lại cái tab Hotmail này. Đây, tab Hotmail, đây. Tab Hotmail là cái tab mình vừa đăng nhập ấy. Thì lúc này anh chị sẽ làm gì ạ? Copy toàn bộ cái email phụ này. Dán nó vào đây. Dán nó vào đây. Ấn gửi mã. Đó thì nó sẽ gửi cái mã về bên cái, chúng ta sẽ sang cái tab mail phụ, tab Getnada ấy, thì nó sẽ gửi mã về luôn. Còn nếu như anh chị nhập vào trước rồi đăng nhập Getnada sau thì nó sẽ không gửi mã đâu, anh chị chờ mỏi mòn nó không gửi về. Đấy, bấm vào và lấy cái mã ở đây. Được không nào? Zoom to lên cái mã đây. Đấy, lấy cái mã này, quay trở lại cái tab đó, nhập vào nó sau. Thì anh chị sẽ nhập mật khẩu hiện tại. Nhập mật khẩu hiện tại đây chính là mật khẩu của cái con email, cái Hotmail. Đấy, thì anh, ở đây đã lưu rồi. Anh chị lúc đăng nhập anh chị đã lưu rồi. Anh chị có bấm nút lưu thì nó sẽ lưu lại, anh chị bấm vào là xong. Tiếp theo nhập mật khẩu mới. Ví dụ tôi nhập mật khẩu mới. Đấy. Nhập lại 2 lần mật khẩu mới. Ấn. Rồi, sau đó mình ấn cập nhật mật khẩu nhá, ấn cập nhật mật khẩu. Rồi sau đó các bạn sẽ bấm vào mật khẩu đây, rồi lại bấm vào cái chỗ mật khẩu, lưu ý là phải ấn cập nhật trước nhá. Bấm vào, rồi ấn đăng nhập. Đó là sẽ được. Xong cái bước đổi mật khẩu cho email. Được không nào? Đây là bước xong cái bước đổi mật khẩu cho email. Bước tiếp theo này, tôi sẽ zoom nhỏ lại cho chị dễ nhìn này. Thì anh chị sẽ làm cái gì bước tiếp theo? Là mình sẽ phải đổi cái mail đi đi. Đổi cái mail Getnada đi đi. Nếu không thì nó sẽ bị hack mất. Được không nào? Nó sẽ bị hack mất. Vậy nên là mình sẽ đổi. Đổi bằng như nào? Đổi mật khẩu này. Bấm vào xác minh 2 bước. Bấm vào xác minh 2 bước. Nhìn thấy bước đấy không nào? Đây nha. Đây, xác minh 2 bước này. Bấm vào xác minh 2 bước. Ông kéo xuống dưới. Đấy, nó có cái keo, nó đang cái mail phụ, cái mail Getnada ấy, nó đang là cái mail để xác minh 2 bước ấy. Thì chúng ta sẽ bấm vào thêm Làm thêm cách mới. sao mấy giờ Thêm cách mới. Anh chị kéo xuống giúp tôi chọn gửi mã qua email. đó vô đây Rồi anh chị nào đang bật mic chú ý mic cái nhá. Gửi mã qua email. Rồi bắt đầu chỗ này các bạn sẽ nhập cái mail của các bạn vào. Ví dụ tôi nhập mail của tôi. Tùng Lê Sen Group. Và nhập mail khác đi. Đấy, nhập một cái email của tôi.
sau đó ấn tiếp theo thì nó sẽ gửi một cái mã về cái mail này. Thì bây giờ tôi sẽ mở cái mã lên. Đây, đây là cái trình duyệt đăng nhập cái Gmail của tôi, cái Gmail vừa rồi. Mở lên đó, nó sẽ báo này, bảo mật này, copy cái mã này, xong quay trở lại cái trình duyệt vừa rồi này, dán cái mã vào này và ấn tiếp theo. Như vậy là chúng ta đã cài xong cái mail chính của chúng ta, làm bảo mật hai lớp cho cái mail của con Via mà chúng ta mua về. Một cái mail này này, một cái email này thì sẽ bảo mật được cho rất nhiều các cái con email khác. Một cái Gmail sẽ làm bảo mật hai lớp cho được rất rất nhiều các cái hotmail khác. Cho nên là anh chị không cần phải lo lắng về việc là một cái hay hai cái hay ba cái, được chưa nào? Sau đó anh chị sẽ bấm vào cái chỗ này, bấm vào cái mail Getnada ấy, anh chị bấm kéo xuống, bấm xóa, xóa đi. Ok, như vậy là anh chị đã hoàn thành các bước đăng nhập con Via, được không ạ? Hoàn thành các bước đăng nhập con Via và bảo mật con Via khi anh chị mới mua về. Bước tiếp theo, để chắc chắn anh chị sẽ cần phải đăng nhập cái con Via này này, con Via Setcam này này, vào trong điện thoại của anh chị, vào trong một thiết bị di động của anh chị, đúng không ạ? Vào trong một thiết bị di động của anh chị. Đó, thì ở cái phần này, trong cái phần video khoa học tôi có hướng dẫn rồi đấy, là mình sẽ tải hai cái app Facebook về để mình đăng nhập. Một cái là Facebook bình thường, một cái là Facebook Live. Mỗi một con Via mình đăng nhập vào một Facebook là xong. Ok chưa nào? Thì đây là bước đầu tiên, đoạn đầu tiên đăng nhập Via. Bây giờ đến đoạn thứ hai là cái đoạn share tài khoản, share các cái tài nguyên, share các cái BM, share các cái fanpage cho con Via này. Thì làm như nào? Thì đầu tiên anh chị sẽ vào cái con Via, Via cầm của anh chị. Nên vào con Via cầm, đây là con Via cầm đúng không nào? Đây là con Via cầm. Thì anh chị cần phải vào cài đặt doanh nghiệp. Cài đặt doanh nghiệp để mình share. Thì bây giờ từ cái chỗ này, từ cái trang chủ này mà vào cài đặt doanh nghiệp thì vào kiểu gì? Thì anh chị mở một cái tab mới ra. Anh chị gõ cho tôi là bizilit.facebook.com nha. Bizilit.facebook.com. Đây, gõ như này. Bizilit.facebook.com. Đấy. Gõ cái đường link này giúp tôi. Sau đó anh chị ấn Enter. Mở một tab mới ra, gõ như vậy nha. Ấn Enter. Thì cái con Via, Via cầm của anh chị nó sẽ hiện ra cái giao diện kiểu như này. Sau đó anh chị sẽ bấm vào cái gì ạ? Đây, bấm vào cái logo bên góc phải, à góc trái bên trên màn hình nhá. Bấm vào. Zoom lại nhỏ tí thì nó sẽ hiện. Thì anh chị sẽ nhìn thấy cái hồ sơ doanh nghiệp đây nó hiện ra rất nhiều. Được không nào? Thì anh chị sẽ bấm vào. Đây, tôi sẽ zoom nhỏ lại cho anh chị nhìn. Tôi có rất nhiều hồ sơ, đúng không? Tôi rất nhiều hồ sơ doanh nghiệp, rất nhiều hồ sơ doanh nghiệp. Được không ạ? Thì bây giờ mình sẽ chọn một cái BM. Chọn một cái BM mình cần share. Ví dụ là cái BM đầu tiên đấy đi. Đây, cái BM tên là gỗ media 10 tài khoản này nhá. Thì bấm vào cái lỗ cái bánh răng này. Bánh răng này là cái biểu tượng của cài đặt. Thì cái đoạn này, giao diện của tôi vào thời điểm này nó có thể là như thế này. Vào thời điểm khác nó có thể là cái khác. Nhưng anh chị chỉ cần nhớ một thứ là muốn thay đổi, muốn cài đặt, muốn sửa bất kỳ thứ gì của bất kỳ nền tảng nào, mình phải vào cài đặt. Nhớ điều này thôi. Kể cả anh chị muốn sửa máy tính cũng phải nhớ vào phần cài đặt máy tính. Muốn sửa cái gì đó trên thiết bị di động, trên điện thoại thì mình vần vào phần cài đặt của điện thoại. Đó, nguyên tắc là như thế. Thì cứ vào phần cài đặt. Thì mình vào phần cài đặt BM. Vào phần cài đặt BM thì giao diện nó sẽ hiện như này. Giao diện nó sẽ hiện như này. Được không nào? Thì anh chị sẽ để ý cái phần. Đầu tiên anh chị sẽ bấm vào cái phần người dùng. Đây. Người dùng. Có chữ mọi người. Chọn vào đó. Sau đó anh chị sẽ nhìn sang cái bên phải bên trên có chữ mời người khác.
bấm vào mời người khác, rồi anh chị sẽ nhập vào đây cái email của con VietJetCam. Đây, email của con VietJetCam. Ở đoạn này thì chúng ta chú ý này, sau khi chúng ta đổi mật khẩu Facebook, chúng ta cần phải đổi đổi mật khẩu của email rồi thì chúng ta phải cập nhật lại vào đây nhé. Cập nhật lại vào đây. Ví dụ ABC chẳng hạn. Đấy, chúng ta cập nhật lại nó vào đây. Mail backup thì chúng ta sẽ cập nhật lại, nó tên là bot Tùng Dị. Chúng ta phải cập nhật lại nhé. Chúng ta phải cập nhật lại giúp tôi. Rồi anh chạy chọn email này, email của con VietJetCam này. Email con VietJetCam này. Sau đó sang cái trình duyệt của con Vietcom này. Dán nó vào đây. Bấm ra ngoài. Sau đó ấn tiếp tục. Sau đó anh chị sẽ kéo xuống. Kéo xuống, nếu như anh chị muốn cho con VietJetCam cũng làm quản trị viên của cái con BM đấy luôn thì anh chị sẽ bấm cái chỗ toàn quyền kiểm soát này. Anh chị sẽ bấm vào quản lý. Nhưng để an toàn, để chắc chắn, anh chị lên để cái quyền nhân viên, tức là không bấm vào quản lý này, nhưng anh chị sẽ bấm vào cái xem tùy chọn nâng cao. Kéo xuống dưới, anh chị sẽ chọn là phần quản lý này để con VietJetCam có quyền add thẻ vào tài khoản quảng cáo anh chị nhé. Để con Viet có quyền add thẻ vào tài khoản quảng cáo. Đó, sau đó mình ấn tiếp. Rồi mình cái phần trang này, cái phần trang này, nếu như anh chị muốn chia sẻ cái trang cho nó thì anh chị bấm vào, ví dụ tôi tích vào cái trang của tôi full quyền, cho xem full quyền luôn, tại vì nó làm quảng cáo mà nó phải có full quyền thì mới tối ưu được. Sau đó bấm vào cái trang xong này, share trang xong rồi bấm vào tài khoản quảng cáo này. Đấy, thì trên này có rất nhiều tài khoản quảng cáo đúng không nào? Thì mình muốn cho nó bao nhiêu tài khoản quảng cáo cũng được. Ví dụ ở đây có 10 tài khoản thì anh chị chọn cả 10. Muốn cho nó một thì anh chị bấm vào một. Rồi cái cột bên chỉ định quyền này anh chị sẽ bấm toàn quyền kiểm soát là xong. Sau đó ấn tiếp tục. Ấn gửi lời mời. Gửi lời mời. Thì Facebook bây giờ nó sẽ bắt chúng ta xác minh tài khoản qua email khi chúng ta gửi một cái lời mời, thì anh chị bấm xác minh thôi. Bấm xác minh. Xác minh xong thì anh chị sẽ bấm này, địa chỉ email này, đây chính là cái email của cái con Via cầm, thì anh chị sẽ bấm gửi email. Rồi mình làm gì ạ? Mình mở cái tab mới ra, mở một cái tab mới trên con Via cầm ra nha. Mở tab mới trên con Via cầm ra, mình vào hộp thư email của con Via cầm đó. Hộp thư email của con Via cầm đây là Hotmail không phải Gmail, anh chị cần phải chú ý ở này nhé. Hotmail không phải Gmail, nếu như nó Gmail thì mình vào Gmail, nó là Hotmail mình vào Hotmail đó. Mạng hơi lag xíu. Rồi sau đó mình sẽ bấm vào cái hộp thư mới đến, các cái hộp thư mới đến đấy thì nó sẽ có cái email này xác minh doanh nghiệp, anh chị nhìn thấy không nào, anh chị tìm cái email có xác minh doanh nghiệp ở đây, bấm vào. Và mình sẽ kéo xuống dưới copy cái mã này. Quay trở lại cái tab trình quản lý quảng cáo, à, trình quản lý kinh doanh. Dán nó vào, ấn gửi là xong. Ấn gửi. Đấy, sau đó ấn xong. Ấn ok. Chưa xong đâu ạ, chưa xong đâu ạ. Khi nó ok rồi anh chị sẽ nhìn thấy cái lời mời nó ở chỗ này. Đúng không nào? Cái lời mời nó ở chỗ này thì anh chị sẽ bấm vào cái ba chấm của cái email mình vừa mời đó. Đấy, mình bấm vào thì mình bấm xem thêm, thì mình bấm gửi lại nhá, bấm thêm một phát nữa gửi lại lời mời, gửi lại lời mời cho cái con via của cái email của con VietJetCam, được chưa nào? Xong rồi mình sang cái trình duyệt đăng nhập con VietJetCam, đây chính là trình duyệt của cái đăng nhập con VietJetCam này. Bấm vào hòm thư email của nó. Đấy, các bạn sẽ nhìn thấy. Ở đây nó báo này. Bạn được mời tham gia này. Bấm vào đây. Bạn được mời tham gia vào cái BM có tên là Gỗ Media. Rồi mình bấm xem lời mời. Mình bấm đăng nhập bằng Facebook. Chỗ này kéo xuống. Họ tên, nhập họ tên. Ví dụ đây mình gọi là VietJetCam.
đúng không nào? Chỗ này là 26 tháng 11 năm 2024. Đấy, đúng không? Mình đặt đúng cái tên và mình đã đặt cho con vi đấy. Đặt đúng cái tên như vậy để dễ kiểm soát. Sau đó bấm tích nhận hoặc là không nhận tùy các bạn. Mình kéo xuống dưới, ấn tiếp tục. Ấn tiếp tục. Có thể ấn chấp nhận lời mời, có thể bước này nó bắt chúng ta nhập mật khẩu như này hoặc không. Nếu như bắt nhập mật khẩu, chúng ta chỉ đơn giản nhập vào thôi. Gửi là xong. Nhập mật khẩu vào gửi là xong. Được chưa nào? Thì đây là các cái thao tác share tài khoản, share các thứ. Chúng ta chỉ cần làm một lần là được. Và chúng ta sẽ làm cái việc này. Khi chúng ta mua BM, khi chúng ta mua tài khoản quảng cáo, khi chúng ta mua các thứ khác thì chúng ta sẽ làm share tất cả ít nhất cho 2 con Vcom và con Vcscam. Đây là đã share cho con Vcscam rồi. Thì bây giờ share cho con Vcom tiếp theo thì chúng ta làm y xỉ cái thao tác như vậy. Như được không nào? À, nó bắt xác minh đúng không? Chúng ta chỉ cần xác minh. Bây giờ nó sẽ như vậy, nó sẽ bắt xác minh. Đấy không nào? Nó sẽ bắt xác minh. Về email thì đơn giản thôi, chúng ta cứ xác minh thôi, bởi vì chúng ta có tất cả các dữ liệu để xác minh mà. Rồi, lại quay trở lại cái tab email của con Vietset. Quay trở lại tab email của con Vietset. Rồi, mình ấn F5 lại nếu như chưa thấy mail nó về. Đấy, bấm lại. Đây, mãi nó mới về cái email xác minh này. Bấm vào cái email xác minh. Lấy cái mã. Sang cái con via. Sang cái tab đang xác minh. Gửi là xong. Là auto mình vào được. Đó, xong. Được chưa nào? Ok. Như vậy đơn giản thế thôi. Thấy không? Tự nhiên mình có page luôn. Con via đấy ban đầu chưa có gì. Nhưng mà tự nhiên mình được cái page luôn. Rồi mình vào. Bây giờ mình muốn chạy quảng cáo đúng không? Muốn chạy quảng cáo thì mình vào cả trình quản lý quảng cáo. Trình quản lý quảng cáo mình vào chiến dịch. Thế thôi. Được chưa nào? Đây là những cái bước cơ bản, căn bản. Anh chị cần phải thao tác nhiều lần thì mới làm thành thạo được. Còn cái này anh chị không thao tác không bao giờ thành thạo được. Nhắc lại, cái việc này nó giống như cái việc anh chị lái xe nha. Giống như cái việc anh chị lái xe trên đường thôi. Anh chị càng đi nhiều, càng lái xe nhiều thì anh chị sẽ thành thạo, sẽ lái giỏi. Còn anh còn 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 nếu như không thì bó tay. Không thì bó tay. Rồi, ok. Rồi, ai có câu hỏi, có thắc mắc gì cái đoạn này không nào?